Vừa qua, gia đình ca sĩ Bảo Thi đã tổ chức chuyến du lịch, nghỉ dưỡng kiêu ngạo tại đảo quốc Thiên Đàng Maldives. Nhân dịp này, giọng ca công chúa bong bóng tỏa sức tự tin khoa dáng dốc gợi cảm, làn da trắng không tì vết khi ăn mặc phục trang bikini. Không thua kém cô em chung kết nổi tiếng, Wajirang Bila cũng khiến cư dân mạng trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc mặc phục trang áng tắm đầy hút mắt. Sau hơn nửa năm sinh con đầu lòng, Trang Bila đã chóng dánh lấy lại dáng dốc thon gọn, quyến rũ. Trang Bila tên thật là Đỗ Thị Trầy Trang, cô sinh năm 1994 ăn lớn lên trong một gia đình giàu sang ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bén duyên cảm tình với cựu ca sĩ Thế Bảo Hai Bờ anh trai Bảo Thi, Trang Bila từng làm người mẫu ảnh ăn đạt danh hiệu Á Khôi ba cuộc thi duyên dáng doanh nhân dịp 2016. Từ ngày lập gia đình cho đến nay, Trang Bila tập kết đa số thời gian cho công việc buôn bán ăn dung dấn cho tổ ấm riêng. Cuộc sống giàu sang, viên mãn ở tuổi 24 của Trang Bila là nhiều ao ước của